kính chào quý bậc phụ huynh, chào các em học sinh đang theo học trên truyền hình. Cô Giang rất vui lại được đồng hành cùng với các em trong môn tiếng Việt lớp 2, bộ sách Cánh Diều. Các em thân mến, ca dao có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Không có tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của ba mẹ dành cho con cái. Có rất nhiều tác phẩm văn học, những câu chuyện, những bài viết, bài thơ, bài hát ca ngợi tình cảm của ba mẹ dành cho chúng ta. Để biết rõ hơn về tình cảm của ba mẹ, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua tiết tự đọc sách báo viết về bố mẹ để hiểu rõ hơn những hy sinh mà ba mẹ đã dành cho chúng ta nhé. Chúng ta sẽ đi vào yêu cầu đầu tiên. Các em hãy đọc yêu cầu cùng với cô nào. Em hãy mang đến lớp quyển sách tờ báo viết về bố mẹ, giới thiệu với các bạn về quyển sách tờ báo của em. Trong tiết tiếng Việt hôm trước, cô Trà My đã yêu cầu các em về nhà chuẩn bị những quyển truyện, quyển sách tờ báo viết về bố mẹ để ngày hôm nay chúng ta chia sẻ rồi phải không nào? Cô sẽ dành thời gian cho các em giới thiệu về những cuốn sách mà mình đang có. Chúng ta sẽ giới thiệu tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản và các em có thể nói rõ hơn về câu chuyện mà các em sẽ đọc trong ngày hôm nay. Thời gian dành cho các em. Các em thân mến, tuần này đã là tuần thứ 14 rồi và cô nghĩ rằng việc giới thiệu sách đã rất quen thuộc với các em rồi phải không nào? Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em một số cuốn sách mà sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 tập 1 muốn giới thiệu với chúng ta. Cuốn sách đầu tiên là cuốn sách Bông Hoa Cúc Trắng, nằm trong tập Bé Tập Kể Chuyện của nhiều tác giả do nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Bông Hoa Cúc Trắng là một câu chuyện kể về một cô bé hiếu thảo, dũng cảm và thông minh, đã vượt qua rất nhiều khó khăn để tìm được bông hoa cúc trắng về chữa bệnh cho mẹ. Câu chuyện diễn biến và kết thúc như thế nào? Các em hãy tìm đọc nhé! Cuốn sách thứ hai mà cô muốn giới thiệu với các em đó là cuốn sách Cây Vàng Không Rụng Lá của tác giả Phong Thu. Đây là những tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Cuốn sách này giới thiệu những truyện ngắn viết về tình cảm gia đình, về tình cảm bạn bè và những vẻ đẹp trong cuộc sống với những mẫu truyện ngắn như Bồ Nông Hiếu Thảo, Chiếc Cúc Áo Màu Xanh, Mẹ Tôi và còn nhiều truyện ngắn khác nữa. Các em hãy tìm đọc nhé! Và tiếp theo là thơ thiếu nhi chọn lọc do nhà xuất bản Văn Học ấn hành. Trong cuốn sách này có rất nhiều những bài thơ hay phù hợp với lứa tuổi của các em đấy. Ngoài ra, trong báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng có rất nhiều những bài viết về bố mẹ. Các em hãy tìm đọc để rèn luyện thêm kỹ năng đọc cho mình và hiểu hơn những tình cảm của bố mẹ dành cho chúng ta nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục bước sang yêu cầu thứ hai. Các em hãy đọc yêu cầu cùng với cô nào. Tự đọc một truyện, một bài thơ, bài báo em thích, viết vào vở hoặc phiếu đọc sách, cảm xúc hoặc nhận xét của em về nhân vật trong câu chuyện hoặc bài thơ, bài báo đó. Các em thân mến, cô nghĩ rằng các em đã chuẩn bị rất tốt những quyển sách, những bài thơ, bài viết mà các em muốn đọc cho các bạn ngày hôm nay rồi đấy. Bên cạnh đó, cũng sẽ có những bạn chưa kịp chuẩn bị cho mình những cuốn sách viết về bố mẹ. Nhưng cô tin chắc rằng các em đều đang cầm trên tay cuốn sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Vậy thì bây giờ các em hãy giữ sách trang 119. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện Quà Của Bố nhé. Quà Của Bố. Bố đi câu về, không một lần nào là chúng tôi không có quà. Mở thùng câu ra
là cả một thế giới dưới nước. Cả cuống, niềng niễng đực, niềng niễng cái bỏ nhộn nhào. Hoa sen đỏ, nhị sen vàng tỏa hương thơm lừng. Những con cá sộp, cá chuối quẫy tóe nước, mắt thao láo. Bố đi cắt tóc về, cũng không lần nào chúng tôi không có quà. Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế giới mặt đất. Con sập sành, con muỗng to xù, ngó ngoáy. Hấp dẫn nhất là những con dế lạo xạo trong các vỏ bao diêm. Toan dế đực, cánh xuân, gáy vang nhà và chọn nhau phải biết. Quà của bố làm anh em tôi giàu quá, theo Duy Khán. Các em vừa nghe cô đọc Quà của bố. Bài đọc này chia thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất, viết về những món quà khi bố đi câu về. Và đoạn thứ hai là những món quà khi bố đi cắt tóc về. Vậy bây giờ các em hãy đọc cho cô đoạn 1 và trả lời cho cô câu hỏi. Quà của bố đi câu về có những gì? Cô sẽ dành thời gian cho các em đọc và hãy nói thật to câu trả lời của mình nhé. Thời gian dành cho các em. Cô nghĩ rằng các em đã có câu trả lời của mình rồi, phải không nào? Quà của bố đi câu về gồm có con cà cuống, niềng niễng đực, niềng niễng cái, hoa sen, cá sộp, cá chuối. Vậy các em tiếp tục cho cô biết vì sao cậu bé gọi quà của bố là một thế giới dưới nước. Các em hãy nói thật to câu trả lời của mình nào. À, cậu bé nói quà của bố là cả thế giới dưới nước vì quà của bố gồm những con vật và cây hoa sống ở dưới nước đấy. Vậy khi bố đi cắt tóc về, có những món quà gì? Các em tiếp tục đọc cho cô đoạn 2 nhé. Trong đoạn 2, các em hãy cho cô biết bố đi cắt tóc về có những quà gì nào? À, bố đi cắt tóc về cũng có những món quà rất thú vị. Đó là con sập sành, con muỗng, con dế. Cô giới thiệu với các em, đây là con cà cuống, con niềng niễng, con cá sộp, cá chuối, con sập sành, con muỗng, con dế, hoa sen đỏ. Và đây là thúng câu, là một dụng cụ mà những người đi câu thường mang theo đấy. Đây là những con vật rất gần gũi đối với các bạn học sinh ở nông thôn, nhưng sẽ khá là xa lạ đối với các bạn học sinh thành thị, phải không nào? Đây là những con vật rất đơn sơ, món quà rất giản dị. Nhưng tại sao bạn nhỏ trong bài thơ lại nói rằng quà của bố làm anh em tôi giàu quá? Các em hãy suy nghĩ và nói thật to câu trả lời của mình nào. À, bạn nhỏ trong bài cho rằng quà của bố làm anh em tôi giàu quá vì món quà chứa đựng tình yêu thương của bố, lúc nào cũng mong muốn cho các con được vui. Chính vì vậy mà bạn nhỏ khẳng định rằng quà của bố làm cho anh em tôi giàu quá. Vậy qua câu chuyện ngày hôm nay, các em có thể nêu cảm nhận của mình hoặc nhận xét về nhân vật trong câu chuyện này được không nào? Cô sẽ dành thời gian cho các em nêu cảm xúc hoặc nhận xét của mình về nhân vật có trong câu chuyện. Thời gian dành cho các em. Cô nghĩ rằng các em đã có thể nêu được cảm xúc của mình khi đọc câu chuyện này hoặc là nêu được nhận xét của mình về nhân vật có trong câu chuyện rồi, phải không nào? Các em có thể viết, câu chuyện này cho em thấy bố rất thương các con, luôn mang niềm vui đến với các con bằng những món quà vô cùng đơn giản. Hoặc các em có thể nhận xét về nhân vật trong câu chuyện, các em có thể viết, em rất thích bạn nhỏ trong câu chuyện này, vì
vì bạn yêu món quà bố tặng và luôn trân trọng tình cảm của bố dành cho mình. Và cô nghĩ rằng các em cũng có những cảm nhận riêng và sẽ có cách viết riêng khi chúng ta đọc một câu chuyện hoặc một bài thơ, một bài báo nào đó. Sau tiết học ngày hôm nay, các em hãy tiếp tục đọc và hãy viết vào vở những cảm nhận của mình khi đọc xong câu chuyện, bài thơ, bài báo mà các em đã chuẩn bị nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục sang yêu cầu thứ 3. Các em hãy đọc yêu cầu thứ 3 cùng với cô nào. Đọc lại hoặc kể lại cho các bạn nghe những gì em đã đọc hoặc đã viết. Các em thân mến, nếu tiết học này được thực hiện trên lớp, thì cô nghĩ rằng các em sẽ rất vui vì mình được đọc, được chia sẻ cho các bạn những câu chuyện, những bài thơ thật hay về bố mẹ mà mình đã chuẩn bị. Trong tiết học trên truyền hình ngày hôm nay, cô cũng có một bài thơ rất hay mà cô rất thích. Cô sẽ đọc cho các em nghe nhé. Cô sẽ đọc cho các em nghe bài thơ Mẹ tôi của tác giả Huỳnh Minh Nhật. Trời mưa chẳng ngại chân mẹ bước, tần tảo sớm khuya chẳng kể nhọc nhằn. Bàn tay gầy ốm, đôi mắt sâu hằn, chỉ muốn cho con được bằng chúng bạn. Rồi xuân qua, rồi tới mùa nắng hạn, giọt mồ hôi thấm mặn bát cơm trưa. Ngó trong nhà, kẽo kẹt, võng đưa, mẹ yên lòng vì con đang say giấc. Rồi hạ qua, rồi tới mùa gió bấc, tấm lưng còng chắn gió rét đêm đông. Miếng cá miếng canh, mẹ nhịn, mẹ gồng, con no bụng, mẹ ấm lòng biết mấy. Cả cuộc đời mẹ không cần con thấy, mẹ muốn nhìn con sống cảnh yên vui. Biết tự lo thân, không mãi phải sống vùi, là mẹ đã thỏa lòng mong đợi. Đây là một bài thơ rất hay phải không các em? Bài thơ đã nói về sự hy sinh thầm lặng của mẹ dành cho các con đấy. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô cũng muốn các em hãy theo chân cô đến thăm gia đình các bạn học sinh của trường tiểu học Dương Nổ để xem các bạn ấy đọc và chia sẻ cho chúng ta những bài thơ và mẫu chuyện gì nói về bố mẹ. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Minh xin chào các bạn. Minh tên là Nguyễn Phúc Nguyên, học sinh lớp 22, trường tiểu học Dương Nổ. Mình là một người rất thích đọc thơ đọc truyện. Trong cả bài thơ bài truyện, mình thích nhất là bài thơ về mẹ trong cuốn sách Bộ Giáo dục Tiếng Việt 2 tập 1. Mẹ làm ruột cả tiếng con ve, con mình cuộc mẹ vì hè nặng ôi, nhà em vẫn tiện à ơi. Kéo cà tiếng võng mẹ mùi mẹ ru, lời ru lực có gió mùa thu. Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa dọn về, những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Trần Quốc Minh. Thế là mình đã đọc xong rồi, các bạn thấy sao? Còn mình thấy rất yêu mẹ, nhưng mà mình đọc bài thơ này mình càng yêu mẹ hơn. Đến đây mình đã kết thúc rồi, mình xin tặng cho các bạn. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Hữu An Bình, mình học ở lớp 22 trường tiểu học Phương Nhổ. Các bạn biết không, mình rất thích đọc sách. Mỗi lần đọc sách, mình đã mở mang thêm nhiều kiến thức và hiểu nhiều về thế giới xung quanh. Hôm nay mình sẽ đọc một câu chuyện trong sách Tiểu Việt lớp 2 tập 1, cuốn sách Cánh Diều của nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Đó là câu chuyện Sự Tích Cây Vũ Sữa, trang 123. Mời các bạn nghe. Sự Tích Cây Vũ Sữa. Ngày xưa có một cậu bé rất ham chơi, một lần vì mẹ mắng cậu vùng vằng bỏ đi, cậu lát cả khắp nơi, cắn đi đến mẹ ở nhà mà mắt chờ mong. Một hôm vừa đói vừa rét, cậu bỏ tìm đường về nhà. Ở nhà cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy về đâu.
ở gần vườn mẹ, rồi ôm lại một cây xanh trong vườn mà khóc. Cây xanh bỗng rung rẩy từ cả cành lá, những đóa hoa đẹp rộ ra, nở chặt như mây, hoa vàng quả xuất hiện, đợi nhanh giá cánh mình thanh ổn ảnh rồi chỉ một quả trái vào lòng cầu, mưa cầu vừa tràn vào một dòng nước chảy trào ra ngọt thơm như sữa mẹ. Cầu nhìn lên tại lạ lạ một mặt xanh bọng bọc kia đỏ me như mắt mẹ khóc chờ con. Cầu bẹ hòa khóc cây xòa cành ôm cầu như cây mẹ ôm dẫn vỗ về. Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu bé ai ai cũng thích, hồi đêm hàng chớ trồng khắp nơi và họ gọi đó là cây sữa theo mật câu. Các bạn ơi, đọc xong câu chuyện sự tích cây sữa, mình đã rất xúc động về tình cảm của mẹ dành cho cậu bé. Cha mẹ luôn dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, vì vậy là một người con chúng ta phải biết hiền hòa với cha mẹ bằng cách được vâng lời ba mẹ, lễ phép chăm ngoan học giỏi để ba mẹ vui lòng, đừng như cậu bé trong câu chuyện nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, mình tên là Đinh Bài Quỳnh Chi, mình học lớp 22 trường Đậu Nhân Nộp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn câu chuyện có tên là Bông Hoa Cúc Trắng. Bây giờ các bạn hãy lắng nghe mình kể nhé. Bông Hoa Cúc Trắng, ngày xưa có hai mẹ con đơn côi sống trong một túp lều nhỏ. Người mẹ làm lụng vất vả nên đã bị bệnh, nhà nghèo không có tiền mua thuốc cho mẹ. Cô bé khóc, một ông cụ tóc bạc trắng đi ngang qua. Sau khi nghe cô bé kể lại, ông cụ nói: con hãy đến đầu bìa rừng, chỗ gốc cây đa có một bông hoa cúc trắng có bốn cánh. Con hãy hái bông hoa ấy về và làm thuốc chữa bệnh cho mẹ con nhé. Rồi theo lời chỉ dẫn của ông cụ, cô bé treo leo lội suối, cuối cùng cũng đến chỗ ông cụ chỉ. Cô bé hái bông hoa nâng niu trên tay như một vật quý. Bỗng cô bé nghe thấy tiếng ông cụ vang vẳng: đâu đây, bông hoa có bao nhiêu cánh thì mẹ con sẽ sống được bao ngày. Thế rồi cô bé nghĩ, mẹ mình chỉ sống được có 4 ngày thôi sao? Rồi cô bé xé từng cánh hoa ra thành những sợi nhỏ. Từ 4 cánh bây giờ đã thành vô vàn cánh nhỏ. Cô bé mang về chữa bệnh cho mẹ. Mẹ của cô bé đã khỏi bệnh về sự dũng cảm, thông minh và hiếu thảo của cô bé. Em rất không phục bằng nhỏ. Câu chuyện em kể đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Vậy là vừa rồi, các em đã được nghe các bạn học sinh của trường tiểu học Dương Nổ chia sẻ và đọc những bài thơ, những câu chuyện mà các bạn ấy yêu thích viết về bố mẹ đấy. Còn có rất nhiều những câu chuyện, những cuốn sách hay viết về bố mẹ. Các em hãy tìm đọc để rèn luyện thêm kỹ năng đọc cho mình và chúng ta có thêm những hiểu biết cũng như biết rõ thêm về những tình cảm của bố mẹ dành cho chúng ta nhé. Tiết học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào và hẹn gặp lại các em.